cho mình mấy cái món đó là kiếm cái shop nào đi vô bác sĩ thì bác sĩ phật chi chắc nó chỉ cần drop off ai gì đó thôi. Dùng phát thì mình có nước qua nước bán là nước sống mà. Cái này là cái temple chùa à. Mà có ai vô đâu, đóng cửa rồi.